Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm qua, mùng 2 tháng 7 năm 2023, đại họa lại tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 7,9 độ Richter, kèm theo mưa, bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là xinh đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi dưới dòng sông Dương Tử. Hàng triệu người dân Trung Quốc tháo chạy sang Việt Nam để lánh nạn. Cụ thể, theo tờ báo Nhân dân Trung Quốc, sáng nay đưa tin, trong 2 ngày, hai huyện thuộc thành phố Trang An, tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra 3 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, 4,5 độ Richter và 5,72 độ Richter. Hai trận động đất vào ngày hôm qua, mùng 2 tháng 7 năm 2023 đã khiến 4 người chết do bị đá văng trúng và 41 người bị thương. 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất, tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, thành phố Trang An ghi nhận 4 người thiệt mạng và 41 người bị thương do động đất tại hai huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. Có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức trước đó cho biết, tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, huyện Bảo Hưng đã có 4 người thiệt mạng, 14 người bị thương, huyện Lô Sơn có 11 người bị thương. Tính đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7 năm 2023, 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Sáng qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa tin, vào lúc 7 giờ 48 phút cho biết, huyện Lô Sơn tiếp tục xảy ra động đất với cường độ 5,72 độ Richter ở 30,39 độ Vĩ Bắc, 102,91 độ Kinh Đông, tâm chấn sau 18 km trận trước đó. Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, huyện Lô Sơn cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại vị trí 30,7 độ Vĩ Bắc, 102,94 độ Kinh Đông. Độ sâu tiêu chấn là 17 km. 3 phút sau, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Bảo Hưng với độ sâu tiêu chấn là 18 km. Trong cuộc họp báo về trận động đất ngày hôm kia, mùng 1 tháng 7 năm 2023, chuyên gia nói rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lô Sơn là dư chấn của trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023. Hai tâm chấn cách nhau khoảng 9 km. Thiệt hại sau động đất, trận động đất 6,1 độ Richter vào ngày hôm qua đã làm hư hại nhà cửa ở một thị trấn và làng mạc thuộc huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. Xinhua Net cho biết tối ngày hôm kia, văn phòng thành ủy Gia An cho hay cả 4 người thiệt mạng đều bị đá văng trúng người. Theo các đoạn video được đăng trên Internet, người dân ở huyện Bảo Hưng đã chạy xuống khu đất bằng phẳng để tránh động đất. Khi đó, đá trên núi không ngừng lan xuống. Một số ngôi nhà ở khu vực nông thôn của huyện Lô Sơn đã bị nứt. Một số ô tô đã bị những tảng đá lớn làm hư hỏng nặng. Trận động đất đang được sự chú ý lớn từ cư dân mạng đại lục. Từ hai ngày nay, các chủ đề liên quan đều đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu. Ngoài ra, theo số liệu đo điện lực Tứ Xuyên công bố, tính đến 9 giờ tối ngày hôm kia, 6 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Lô Sơn đã khiến một trạm biến áp 110 kV, 11 trạm biến áp 35 kV, một đường dây 110 kV, 4 đường dây 35 kV và 43 đường dây 10 kV ngừng hoạt động. Gần 50.000 hộ dân đang bị mất điện sau khi động đất xảy ra. Tất cả các chuyến tàu tại ga xe lửa Đông Thành Đô và tạm dừng hoạt động. Cảnh báo thảm họa địa chất cũng trong thời điểm này, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới, huyện Lô Sơn sẽ có mưa nhiều và gió giật mạnh. Trước tác động của các trận mưa và động đất, địa phương cần chú ý đến thảm họa địa chất như sạt lở núi, lũ sụt lún. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng, tuy nhiên vào tối ngày hôm qua, mùng 2 tháng 7 năm 2023, truyền thông của nước này đã buộc phải công khai một sự thật rằng mưa to, gió lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở cộng thêm động đất đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp và tuyệt vời nhất của Trung Quốc, đó là Tứ Xuyên và Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các sông ở thượng nguồn đổ về đã gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng hôm qua, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa kéo dài không ngớt, sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang của Bắc Kinh, sau khi lần đầu tiên trong lịch sử đã phát ra thông báo Đại Hồng Thủy số 3, tức là trận lũ thứ 3 trên sông Trường Giang,
con sông lớn nhất của Trung Quốc. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết. Hiện mực nước trên con sông Trường Giang đã vượt qua mức báo động đỏ lên tới 2 mét. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này đã bị vỡ, khiến nước tràn về khá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Nam, khiến cho khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ. Thiệt hại hiện tại không thể đong đếm được bằng tiền, nhưng theo các nhà quan sát cho biết, trên thế giới chưa có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo mà là do cách sống, cách đối thoại, đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng với Trung Quốc thì nước này đã đi gây gổ gây hấn dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ tới 13 nước xung quanh. Tự hỏi rằng ai có nước nào dám kết thân và chơi thân với cả Trung Quốc nữa hay không? Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc đang gặp hoạn nạn nhưng không có một ai ra tay cứu giúp, bởi vì họ lo ngại rằng giúp đỡ Trung Quốc xong họ lại quay ra cắn lại thì biết làm sao. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và quan chức trong chính phủ của ông Tập Cận Bình vẫn ung dung ủ mưu đi gây hấn xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất là khi trong nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần thì chính quyền của ông đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, tàu hải cảnh, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu mang theo vũ khí hạng nặng tiến hành tập trận bắn đạn thật quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp chỉ trích của các nước trong khối ASEAN, ngay lập tức chính phủ Mỹ đã lên tiếng phản đối chính phủ Trung Quốc khi nói rằng Bắc Kinh đã quá tham lam và vô độ khi không ứng cứu cho người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra mà còn đi xâm chiếm Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu tính nhân đạo và thiếu tính người. Phát biểu trên tờ Shenzhen News, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng của Mỹ cho rằng lẽ ra chính phủ của Trung Quốc nên dồn toàn lực vào công cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai lũ lụt để giúp đỡ cho người dân vô thường, để giúp đỡ cho người dân thường vô tội. Nhưng ở đây chính quyền của ông ta lại không làm điều đó. Họ bỏ mặc dân chúng, lũ về, mưa về, họ mặc kệ. Cả động đất xảy ra thì họ cho xả đập Tam Hiệp, nhấn chìm toàn bộ 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Vậy mà chính quyền của ông ta lại ngang nhiên đi xâm chiếm Biển Đông và đi gây gổ đánh nhau, đẫm máu với cả Ấn Độ. Hành động trên quả là không chấp nhận được và dung tha được. Đây chính là tội ác mà chính quyền ông Tập gây ra. Cho nên bây giờ trời không dung, đất không tha, mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người khi đã ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ thế giới. Hiện tại không có một ai và không có một nước nào thân thiết với chính quyền của ông Tập cả, bởi vì những điều ông ta gây ra là tội lỗi cho cả thế giới, là không thể nào tha thứ. Họ chỉ tiếc thương cho 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc mà thôi. Thưa quý vị, thông qua tờ báo Hoa Nam, cơ quan công luận của Đảng Cộng sản Quốc gia Trung Quốc, động đất liên tục xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Điều này làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hiện Bắc Kinh đang ăn không ngon ngủ không yên vì thiệt hại thiên tai và dịch bệnh đang tàn phá nặng nề. Báo của Trung Quốc trích dẫn lời của một lãnh đạo trong ngành thủy văn của nước này cho biết, trong 2 ngày, hai trận động đất có cường độ lên đến 8 độ Richter liên tiếp xảy ra tại thành phố Tứ Xuyên và Quý Châu, thuộc thượng lưu sông Dương Tử, có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến con đập Tam Hiệp. Còn trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc CNC cho biết, trận động đất tại Tứ Xuyên có cường độ 8 độ Richter đã xảy ra vào rạng sáng ở độ sâu 8 km dưới lòng đất. Tiếp đó, một cơn địa chấn mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Khánh Dương thuộc tỉnh Quý Châu vào trưa ngày hôm qua, mùng 2 tháng 7 năm 2023, lúc 11 giờ 11 phút. Được biết, hai trận động đất liên tục vào trưa ngày hôm qua, mùng 2 tháng 7 năm 2023, lúc 11 giờ 11 phút. Được biết, hai trận động đất liên tục này đã gây ra sóng thần và mức độ của nó lên tới 40 m, cao hơn tòa nhà 10 tầng, nhấn chìm toàn bộ Tứ Xuyên, Vân Nam, Vũ Hán và một số địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hiện rất nhiều thương tiếc cho khu vực du lịch khét tiếng này của Trung Quốc bởi nó đã tồn tại hơn 2.000 năm tuổi, nhưng hôm kia nó đã bị nhấn chìm với mực nước sâu khoảng 10 mét. Hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra tại thượng nguồn sông Dương Tử, nơi con đập Tam Hiệp được xây trên dòng chảy, đã khiến nhiều quan chức của Trung Quốc lo ngại rằng nếu tình trạng này còn tái diễn, thì một số con đập nhỏ hơn con đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có nguy cơ bị vỡ. Và như vậy, nó sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền domino khiến cho con đập Tam Hiệp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu như nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Tất cả các làng mạc, các thành phố lớn và các nơi sầm uất, trung tâm kinh tế bậc nhất của Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ thế giới. Như vậy, chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện giới chức nước này đang ăn không ngon, ngủ không yên vì hiện tượng động
đất, lũ quét, sóng thần, sạt lở xảy ra hầu như toàn bộ ở 26 tỉnh miền Nam của Trung Quốc. Đứng trước những thảm họa thiên nhiên như vậy, Trung Quốc đã tiến hành kích hoạt phản ứng chống lũ lụt đập Tam Hiệp. Con đập này ngày hôm qua đã mở thêm một cửa xả nữa, đó chính là cửa xả số 4. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập Tam Hiệp đang mở là 4, chứ không phải là 2 như những tin đồn trước đây. Truyền thông của Trung Quốc đã ra cảnh báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp 50.000 mét khối trên giây, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng sửa lại bởi vì lưu lượng nước đổ về rất nhanh, đạt mức 55.000 mét khối trên giây, một trong những lưu lượng nước trên thế giới chưa từng có trong lịch sử. Tỉnh Hồ Nam đã phát quần áo đón trực thăng dựng lán trại ở một ngọn núi cao. Trang Nhân dân Nhật báo vào sáng ngày hôm qua mùng 2 tháng 7 năm 2023 đã đưa tin Trung Quốc từ tối ngày hôm qua đã cho khởi động khẩn cấp cấp độ 1, tức là cấp độ cảnh báo cao nhất nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn dẫn đến mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang vào sáng qua đã dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp ngày càng nhiều, vì thế nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm kể trên, chính quyền ông Tập Cận Bình đã hô hào toàn quốc và người dân của Trung Hoa đại lục hãy khẩn trương chống lũ, nhưng sau đó họ vẫn xả thêm một cửa sở của đập Tam Hiệp. Điều này đã làm gây ra ngập lụt 26 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Chỉ huy Cứu nạn Hạn hán Lũ lụt Trung Quốc đã khởi động phản ứng cấp độ đỏ nhằm tránh lũ lụt kép, động đất và sóng thần, thông báo cho khu vực liên quan, đồng thời cử tổ công tác cứu hộ Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy để hỗ trợ công tác chống lũ thiên tai mà các địa phương này đang gặp phải. Thông tin trên cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào thân ái, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.